2.4.4 quy tắc dây chuyền. Tuy nhiên, những gradient như trong mục 2.4.3 có thể khó để tính toán bởi vì các hàm nhiều biến trong học sâu đa phần là những hàm hợp nên ta không thể áp dụng các quy tắc định ở trên để lấy vi phân cho những hàm này. May mắn thay, quy tắc dây chuyền cho phép chúng ta lấy vi phân của các hàm hợp. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét các hàm hợp một biến. Giả sử ta có f y bằng fu và u bằng gx đều khả vi. Quy tắc dây chuyền mô tả như sau: dy trên dx bằng dy trên du nhân với du dx. Bây giờ ta xét trường hợp tổng quát hơn đối với các hàm nhiều biến. Giả sử một hàm khả vi y có góc biến là u1 đến un um, trong đó mỗi biến ui là một hàm khả vi của các biến x1, x2, xn. Lưu ý rằng y cũng là hàm của góc biến x1, x2, xn. Quay chuyển cho ta như sau: dx trên d, dy dài trên d, dx ngắn, xy ngắn thì ra bằng là du này. Du1 này, du2. Đó, quy tắc của Leibniz nữa. Nói chung là quy tắc Leibniz cái này học lớp 12 rồi. Chương trình cũ người ta mới học không rõ.